Emma Watson mất vai nữ chính Harry Potter bản truyền hình, một diễn viên da màu thay thế gây tranh cãi. Warner Bros. Đang tập trung tìm kiếm nhiều diễn viên mới đa sắc tộc nhằm đáp ứng tiêu chí đa dạng hóa của Hollywood trong thời đại hiện nay. Và việc nữ chính Hermione của Harry Potter có thể sẽ do diễn viên da màu đóng khiến dân tình tranh cãi. Tin tức về việc sản xuất Harry Potter bản truyền hình được hé lộ từ đầu tháng 4, nhưng đến nay hai bên mới chính thức công bố các chi tiết. Phim được xây dựng thành các tập dựa trên từng tập sách và theo Warner Bros., Discovery tiết lộ phim sẽ kéo dài cả chục năm. Bộ phim cũng tuyển chọn các diễn viên hoàn toàn mới và điều này đang là sức ép đối với các nhà sản xuất khi dàn diễn viên cũ của loạt phim điện ảnh đã trở thành những huyền thoại trong lòng khán giả. Casey Bloy, chủ tịch và CEO of HBO and Max Content cho biết, chúng tôi rất vui mừng khi đem đến cho khán giả cơ hội khám phá Hogwarts trong một diện mạo mới hoàn toàn. Harry Potter là một hiện tượng văn hóa và rõ ràng vẫn có những tình yêu và khát khao về một thế giới phép thuật. Với việc phối hợp cùng Warner Bros. Television và tác giả J.K. Rowling, loạt phim mới của Max Original này sẽ khai thác sâu vào từng tập sách và làm các fan hâm mộ đã yêu thích trong suốt nhiều năm qua. Max sẽ cùng hợp tác với Broster Film and TV và Warner Bros. Television để sản xuất loạt phim. J.K. Rowling đóng vai trò điều hành sản xuất cùng với Neil Blomkamp và Ross Skylales. David Heyman hiện đang đàm phán để tham gia vai trò điều hành sản xuất. Tác giả J.K. Rowling chia sẻ cam kết của Max về việc đảm bảo toàn vẹn các chi tiết trong bộ sách rất quan trọng đối với tôi. Tôi mong đợi việc trở thành một phần của dự án phim chuyển thể này. Loạt phim cho phép truyền tải đầy đủ các chi tiết và mức độ sâu sắc mà chỉ một bộ phim truyền hình mới làm được. Theo Bloomberg, hãng Warner Bros. Đang thảo luận với tác giả J.K. Rowling, mẹ đẻ của Harry Potter, về hướng triển khai dự án này trong thời gian tới. Hiện tại, dàn diễn viên sẽ tham gia vào Harry Potter phiên bản dài tập, đang khiến khán giả cực kỳ tò mò. Mới đây, phóng viên tờ Collider là Jess Snyder đã chia sẻ về việc tuyển chọn diễn viên cho dự án Harry Potter trong tập mới nhất của The Hobbit. Theo Jess Snyder, hãng Warner Bros. Đang nỗ lực để tuyển chọn nhiều diễn viên thuộc đa sắc tộc hơn để tham gia vào bộ phim này. Đặc biệt, vai nữ chính Hermione rất có thể sẽ có màu da hoàn toàn khác so với bản điện ảnh. Việc Hermione bị đổi màu da khiến nhiều người không khỏi tức giận, bởi lại suốt các phần phim Harry Potter ra mắt trước đó, nhân vật Hermione luôn được gắn với màu da trắng của nữ diễn viên Emma Watson. Khán giả nhận định rằng việc đổi màu da cho một trong ba nhân vật chính sẽ khiến bộ phim không còn được yêu thích như lúc đầu. Nếu bên đó dám cast Hermione là người da màu thì tôi đây là fan nguyên tác xin hứa sẽ chỉ xem Emma là Hermione duy nhất của vũ trụ Harry Potter. Hết đổi nàng tiên cá rồi giờ lại đến Hermione nữa chứ, không thể hiểu nổi. Vốn dĩ sao thì để vậy đi, đổi qua lại dễ khiến khán giả mất thiện cảm lắm. Phản đối không phải kỳ thị đâu mà muốn giữ đúng nguyên tác, đúng những ký ức tuổi thơ của tôi. Tôi thấy bản cũ đã quá hoàn hảo rồi, sợ dàn cast lần này không trội hẳn so với bản cũ ấy. Thêm cả cái bóng quá lớn của dàn diễn viên nữa. Hiện khán giả đang vô cùng mong đợi những thông tin chính thức về dàn diễn viên chính sẽ tham gia vào Harry Potter bản dài tập. Harry Potter là một trong những bộ sách nổi tiếng và được chuyển thể cũng như phổ biến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông. Cuốn đầu tiên Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter và Hòn đá phù thủy được phát hành năm 1997. Tập cuối cùng của bộ sách Harry Potter and the Deathly Hallows, Harry Potter và bảo bối tử thần ra mắt bản đọc năm 2007. Cùng với bộ sách mà cuốn nào cũng rất ăn khách, đã có 8 tập phim Harry Potter được thực hiện cho đến nay, với tổng doanh thu lên đến hơn 7,7 tỷ USD trên toàn thế giới.